Chào các bạn nhé. Đây là bức tranh thêu chữ thập hoa mẫu đơn mà mình thêu được khoảng 1/3 của bức tranh. Nói chung là thêu tranh chữ thập thì rất là tốn thời gian và đòi hỏi sự kiên trì. Tuy nhiên thì thành quả là sau khi mà tranh lên khung thì đa phần bức tranh rất là đẹp. Bức tranh này thì mình đã thêu được khoảng vài tháng rồi. Hiện giờ mình đã thêu xong được 3 bông đầu tiên của bức tranh và đang thêu dở bông hoa thứ tư, là bông hoa to nhất ở chính giữa bức tranh đây. Trong cái mùa dịch này thì thỉnh thoảng rỗi thì các bạn có thể mua một bức tranh nhỏ thôi về thêu cũng được, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa. Bức tranh của mình thì khổ của nó khá là to. Chiều dài của nó là dài 1,6 m và rộng của nó là 60 phân. Còn đây là khung tranh thêu do nhà mình làm cho mình đây. Nó nhỏ gọn, có chiều dài là 50 phân và chiều rộng là 30 phân. Có một đặc điểm mà mình rất thích đó là đây có bắt một con ốc ở cạnh của khung thêu. Có thể cử động ngược lên xuống dễ dàng để thay đổi theo tư thế người ngồi cho nó đỡ bị mỏi. Gần xong bông hoa này và còn có một màu là màu 01 và 3 màu nhỏ ở trong cái nhụy hoa này. Đây là bảng màu đi kèm với cả tranh, thì màu 01 nó là màu đầu tiên ở trong bảng màu. Thì chúng ta sẽ tìm cái màu này ở trong quyển hướng dẫn xem nó tương ứng với mã màu số bao nhiêu. Thì đây là mã màu tương ứng với màu 01 là mã 150. Để xem là trong cái số các tép chỉ này thì có cái tép nào là tép 150 hay không. Có một vài màu tương tự đây. Này, 816 này. Đây, màu 150 đây. Có một số màu thì giống như cái màu ở nhụy này thì nó rất là ít. Nó không có tép chỉ đi kèm và nó cũng không được đánh số như những cái màu 01 này. Trên tranh thêu khi đó thì ta sẽ tìm màu dựa vào cái tọa độ của nó nằm ở bức tranh. Thì đây là tọa độ của bức tranh đầy đủ. Thì nó sẽ nằm ở cái ô số 11 hoặc là ô số 18 này, cái nhụy đây. Lúc đấy thì ta sẽ tìm đến cái tọa độ 11 hoặc 18 để xác định được cái màu đó là màu nào. Thì đây, cái nhụy ở đây nó là bao gồm cái nhụy có, nó là màu ca này, màu gà này, một nửa hình vuông có dấu chấm này. Chúng ta giờ lại đầu cái bảng mã màu thì màu ca đây, màu ca tương ứng với nó là màu thứ 16 ở trên bảng màu, hoặc là mã 733. Rồi, đấy, chúng ta sẽ tìm màu dựa trên quyển hướng dẫn này và ở trên bảng màu đi kèm. Một sợi chỉ thêu thì nó có 6 sợi chỉ con. Ta sẽ tách ra làm đôi để thêu, chỉ thêu 3 sợi. Thêu 6 sợi thì nó sẽ rất dày. Mình hay đi đường kim từ trái qua phải, từ dưới ấy, lên trên. Sau khi đi hết một hàng thì mình sẽ quay ngược trở lại từ phải sang trái để hai đường chéo nó tạo với nhau thành hình chữ thập. Các bạn lưu ý là không nên thay đổi trình tự lộn xộn, tại vì nếu thay đổi như vậy thì khi hoàn thành tổng thể là bức tranh nó sẽ rất là xấu. Các bạn chú ý là mình đã đi đường bên trái ở dưới, đường bên phải ở trên thì cứ phải giữ theo trình tự như vậy.
chính giữa, và mình cũng thêm được một số bông hoa bên cạnh. Nói chung là mất thời gian lắm các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.